Hôm nay chúng ta có mặt ở đây tại nhà vườn sinh thái Thiên Quang ở thành phố Hải Phòng. Thì nhà vườn sinh thái Thiên Quang là đơn vị mà Trung tâm Phong thủy Đại Nam đã tư vấn suốt 3 năm nay. Ngay từ khi mới hình thành cái mô hình sinh thái kinh doanh với nhà hàng ở đây, thì mình đã xuống cùng với gia chủ, đã lên kế hoạch và từng bước phát triển, đưa phong thủy ứng dụng vào trong khu sinh thái. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là xung quanh đây toàn là nước, mà các kiến thức phong thủy mà tôi đã chia sẻ cùng các bạn thì các bạn thấy rất rõ là khí thủy là khí âm và khí khô là khí dương. Vậy thì nó nhiều thủy như thế này thì làm như thế nào? Đây là một bài toán vô cùng khó khăn và nan giải. Bởi vì thứ nhất, nó nhiều thủy như thế này, nếu như ta lập cục toàn bộ khu đất này thì tâm của mảnh đất nó nằm ở giữa hồ, rất khó để có thể là đưa ra các bài toán phong thủy hợp lý được. Hay là với cái hình thế thời điểm lúc đó thì nó chỉ có một cái đường đi vào và một chút mom để làm cái khu vực bán hàng và kinh doanh thì nó vô cùng là khó khăn. Vậy thì nếu như ta đổ tiền bạc vào để ta cho cái mặt bằng nó rộng ra thì nó lại là không phù hợp với gia chủ, bởi vì lúc đó gia chủ mới khởi nghiệp, điều kiện kinh doanh là từ con số 0. Đây là một vấn đề hết sức nan giải. Vì vậy trước mắt khi mà bắt đầu tư vấn thì nhiệm vụ của tôi lúc đó là tôi phải làm thế nào để gia chủ có được bước đầu thu nhập và thu nhập ổn định. Thì bước đầu của tôi là tôi tập trung vào cái quầy bar. Tôi tập trung hết vào cái quầy bar của nhà hàng, làm cho cái quầy bar thật tốt, làm cho cái quầy bar thật vượng để gia chủ có thu nhập. Dần dần cứ có thu nhập dần thì tôi và gia chủ mới bàn các phương án là chủ sẽ mở rộng dần cái khu sinh thái Thiên Quang, mở rộng các mô hình kinh doanh, mở rộng các lán nều kinh doanh và mở rộng dần các dịch vụ kinh doanh. Thì cứ từng bước như vậy và cứ mỗi lần làm thì gia chủ đều thấy cái sự phát triển tiếp theo nó phù hợp, bởi vì đã đưa ra được cái giải pháp kinh doanh có phong thủy phù hợp với phát triển với thời đại. Đến năm 2020 thì gia chủ chính thức là xây dựng một cái văn phòng trên cái mảnh đất này, bởi vì lúc đó thứ nhất là mới có đất để xây, cái thứ hai lúc đó thì mới là điều kiện an toàn để gia chủ về đấy ở. Bởi vì tại sao ạ? Bây giờ lúc đó là toàn bộ là nước, khi mà ta chưa lấp được nhiều, ta không đưa đất là che phủ nhiều mặt nước đi thì việc ở xung quanh nước rất là nguy hiểm. Chính vì vậy nên là đến năm 2020 thì gia chủ mới về và ở đưa văn phòng, toàn bộ văn phòng làm việc cũng như ở về ở tại đây để quản lý nhà hàng. Bước tiếp theo, Trung tâm Phong thủy Đại Nam sẽ cùng với gia chủ sẽ có những bước phát triển mới lớn hơn. Bây giờ giờ đi sẽ mang tầm chiến lược và vĩ mô. Chẳng hạn tới đây sẽ có một cái du thuyền, làm nhà hàng du thuyền ở trên hồ này, cũng như có hệ thống các nhà nghỉ dưỡng resort nhỏ ở quanh cái đảo cò ở khu bên này, để đảm bảo cho cái việc phục vụ thuận lợi. Nhưng tất cả những cái việc đó đều có đóng góp phong thủy, đóng góp phần rất là quan trọng. Chẳng hạn như cái du thuyền sẽ đặt ở cái phương vị phía bên này để làm sao mà chắn toàn bộ khí thủy nó tác động vào cái khu vực bà nhà ban quản lý. Bởi vì nó quá nhiều thủy mà, cô âm thì bất trưởng thành, mà độc dương thì bất sinh. Không có nước thì cũng chết, nhưng có nước nhiều cũng rất là dở. Xin chào mọi người, tôi tên đầy đủ là Nguyễn Văn Quang, hiện nay đang là chủ của khu sinh thái Thiên Quang, có địa chỉ tại 679 Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Thế thì cũng rất là làm một cái cơ duyên, tôi được qua một người bạn được quen biết thầy Mạnh, thì cũng qua sự tư vấn của thầy thì tôi cũng nhờ thầy tư vấn cho tôi là trong quá trình xây dựng cái khu sinh thái thì cũng gặp rất nhiều những cái trắc trở. Thế nhưng mà qua cái sự tư vấn của thầy thì tôi cũng đã từng bước khắc phục được những cái khó khăn từ những cái và dần dần thì phát triển đi lên. Thế thì tôi cũng là một người rất là đam mê và thích tìm tòi về phong thủy. Thế thì cũng có qua một vài khóa được tìm hiểu về kiến thức về phong thủy thì tôi thấy, tôi nghiệm ra một điều này. Kiến thức phong thủy khoa học rất là tuyệt vời, bởi sẽ giúp cho chúng ta đi đúng hướng. Thứ nhất là giảm thiểu được những cái lỗi mắc phải mà hiện nay rất nhiều người chúng ta đang mắc phải trong quá trình là xây dựng ngôi nhà cũng như là trong quá trình thiết kế
văn phòng. Thế với những cái kiến thức phong thủy cơ bản thì bản thân tôi cũng ý thức được rằng và cũng đang từng bước một thay đổi cái cục diện của mình. Thế và hiện nay thì cũng qua một cái thời gian được tìm hiểu và áp dụng những cái kiến thức phong thủy thì hiện nay tôi cũng cảm thấy được là công việc nó cũng thuận lợi hơn rất là nhiều. Trước kia thì khi mà tôi làm việc ấy, mà nó bị lỗi phong thủy, thứ nhất là nhân viên thường xuyên là xảy ra cãi vã, cái thứ hai nữa là cứ tuyển được người nào thì chỉ một thời gian ngắn thì họ lại bỏ đi, lại bỏ đi. Thế rồi công việc nó cứ giống như kiểu gọi là ma làm, cứ lúc lên lúc xuống, lúc gọi là thực sự đây là thực tế là như vậy. Thế nhưng mà qua một cái thời gian vừa qua thì tôi cũng thấy được là gì, cái ảnh hưởng của phong thủy đến cuộc sống và công việc là rất lớn. Thực ra thì khi mà tôi về đây tôi đầu tư xây dựng khu sinh thái thì nó thực sự là đầu tư để làm một khu sinh thái nó tốn rất nhiều công sức tiền bạc. Thế bản thân mình thì lại bắt đầu từ một con số 0, cho nên là cũng rất là khó khăn về tài chính. Thế nhưng bây giờ làm thế nào để mà thay đổi được nó, làm thế nào để phát triển được như thế thì cũng qua nhờ thầy Mạnh tư vấn thực tế và bằng những cái kiến thức phong thủy và tư vấn và làm sao nó phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh của mình. Và tôi cũng đã từng bước thay đổi dần dần. Thế thì trong cái thời gian là gần đây nhất thì như năm ngoái thì tôi thực sự lúc đó kinh tế cũng rất là khó khăn, bởi vì thứ nhất là dịch Covid, cái thứ hai nữa là do rất nhiều yếu tố mà công việc nó không được trôi chảy. Thế nhưng mà với cái sự tư vấn của thầy thì tôi cũng đã quyết tâm là thay đổi cái trung tâm, tức là cái văn phòng và làm việc. Thế thì từ khi tôi thấy là thay đổi cái đó thì tôi thấy là bắt đầu thay đổi dần dần. Thứ nhất là bản thân quan hệ giữa vợ chồng về cái mối quan hệ trong gia đình nó cũng đã thay đổi tốt lên. Cái thứ hai nữa là về nhân viên thì bắt đầu tôi thấy rằng là tìm được nhiều nhân viên gắn bó hơn với mình, và mọi cái nó diễn ra một cách nó suôn sẻ hơn trước. Đấy thì là một cái mà tôi cảm nhận được từ khi mà, thực ra trước đây thì cũng đã hiểu rất là nhiều, biết nhưng có điều mình chưa có điều kiện. Thế nhưng mà cho đến bây giờ thì mình quyết tâm mình thay đổi thì thấy được là mọi cái nó thay đổi đi lên. Và ngày hôm nay thì thầy cũng đã xuống đây cũng thấy được là từng bước nó thay đổi rất là nhiều, từ về phía nhân sự, từ về công việc, từ về khách, và nó đã thay đổi rất là nhiều, gần như là so với cách đây 3 năm về trước thì gần như là cũng phải 70-80%. Đấy là một cái thực tế. Thế thì cũng xin chia sẻ bằng cái tình cảm cũng như là bằng cái thực tế muốn chia sẻ để mong muốn nhiều người cũng tiếp cận được cái kiến thức phong thủy này để làm sao mà khắc phục được những cái nhược điểm trong cuộc sống, trong rồi là ai cũng mong muốn cuộc sống tốt lên. Thì đấy là một cái mà mình cảm nhận thực tế về cái... Thì với quá trình tư vấn của gia chủ như vậy thì bản thân tôi cũng như là tất cả học viên của tôi đã đến đây, mọi người cùng đến đây đều cảm nhận rằng là khu sinh thái Thiên Quang đã, đang và sẽ phát triển. Bởi vì sinh thái Thiên Quang 3 năm trước đây và đến thời điểm bây giờ, và các bạn hãy tin rằng là 3 năm sau đó sinh thái Thiên Quang cùng với phong thủy Đại Nam sẽ phát triển cái khu vực này thành một nơi cực kỳ là vượng. Mong mọi người có thể đến và góp ý cho quá trình phát triển của nhà hàng sinh thái Thiên Quang, khu sinh thái Thiên Quang, và tham gia những cái dịch vụ ở đây rất là hữu ích, rất là gắn gần gũi với thiên nhiên, rất là tự nhiên. Các bạn thấy là một môi trường hết sức tự nhiên. Tất nhiên phong thủy cũng không thể bỏ qua, phong thủy sẽ góp một phần quan trọng đồng hành cùng với sinh thái Thiên Quang.